ta nhìn chung mấy à? Thì các bạn nhìn kỹ đi ạ. Chung số, số 2. Mang 2 ra làm nhân tử chung thì ta sẽ chia 2. Lấy thằng này chia 2 ra x bình. Lấy thằng này chia 2 ra trừ 6x. Lấy này chia 2 ra 9. Lấy này chia 2 ra trừ 25 y bình. Sau đó các bạn nhìn kỹ đi ạ. Đây có phải là hàng đẳng thức không ạ? X bình trừ 2 nhân A nhân B cộng B bình trừ 25 y bình. Vậy bằng đây là hàng đẳng thức, đó là A trừ B tất cả bình trừ 25 này chính là 5 bình nhân y bình. Tiếp tục như vậy sẽ bằng 2 nhân x trừ 3 tất cả bình trừ, đây ra là 5 nhân y tất cả bình bằng. Các bạn nhìn đây là hàng đẳng thức không ạ? Đó là A bình trừ B bình. Thì bạn 2 viết lại nè. A trừ A trừ B nhân A cộng B.